Vâng, như đã hẹn thì chúng ta cùng trở lại với những thông tin về thời tiết. Ở Trung Bộ đêm qua và sáng sớm nay thì có những nơi nào đã xảy ra mưa to vậy chị Minh Châu? Vâng ạ. Ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ đêm qua thì chưa có nơi nào mưa to, chỉ một vài nơi là có mưa vừa thôi chị Thư ạ. Và cụ thể đó là tại Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị có mưa với lượng khoảng từ 20 đến trên 30mm trong vòng 9 tiếng. Và dự báo trong ngày hôm nay đến thứ Bảy tuần này mưa sẽ to hơn. Tổng lượng mưa trong 48 tiếng ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cùng với Bình Thuận và phía đông của Tây Nguyên phổ biến từ 50 đến 150mm. Còn khu vực từ Quảng Nam trở xuống đến Ninh Thuận sẽ là trọng tâm mưa với lượng mưa từ 100 đến 250mm và có nơi mưa vượt 300mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Vâng, như vậy có thể thấy là mưa lớn liên tục thì mực nước các sông chắc chắn là có lên. Vậy thì cảnh báo lũ cụ thể như nào chị Châu? Vâng ạ, từ hôm nay đến cuối tuần thì khả năng lũ sẽ xuất hiện trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đấy ạ. Và đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức báo động 1 đến trên mức báo động 1. Riêng các sông nhỏ và sông Côn ở Bình Định thì khả năng sẽ lên mức báo động 1 đến mức báo động 2. Nguy cơ gây ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị. Mưa trái mùa thì cũng diễn ra ở khu vực Nam Bộ vào chiều tối nay. Còn từ sáng đến trưa thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ toàn miền khoảng 28 đến 32 độ. Ngược lại miền Bắc, ngày hôm nay trời nhiều mây cho nên buổi trưa nhiệt độ không tăng nhiều, cao nhất khoảng 17 đến 22 độ, trời rét. Xin được chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Còn vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa và quanh các quần đảo, Côn Đảo, Thổ Chu hay là Phú Quốc thì cảnh báo sẽ có mưa dông, khả năng đi kèm cả lốc xoáy. Vâng, xin được cảm ơn chị Minh Châu ạ. Và cũng xin được nhấn mạnh lại với quý vị và bà con đó là khu vực Quảng Ngãi cho đến Ninh Thuận sẽ là trọng tâm mưa to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Quý vị ở khu vực này cần đặc biệt lưu ý.